Do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất, tỷ lệ tàu bay khai thác của các hãng hàng không Việt Nam trên tổng số tàu bay được cấp chứng chỉ đã giảm xuống, chỉ còn 85,6%. Hiện nay, số tàu bay khai thác trung bình là 167 chiếc, giảm 51 chiếc so với cùng kỳ năm 2023. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tình trạng thiếu hụt máy bay tiếp tục diễn ra và kéo dài đến hết năm sau. Các hãng hàng không đang thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và tăng tải cung ứng, như điều chỉnh thời gian hoạt động khai thác tàu bay, giảm thời gian quay đầu để chuyển tiếp chặng, tối ưu hóa thời gian khai thác tàu bay trong ngày, tăng cường các chuyến bay vào khung giờ chiều và tối.